Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng review một sản phẩm mới ra mắt của Casio tại thị trường Việt Nam. Đây là một máy chiếu công nghệ DLP sử dụng bóng đèn LED, bóng đèn light. Đây có thể nói là một cái máy kết hợp sức mạnh giữa công nghệ DLP và công nghệ LCD. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái thiết kế bên ngoài. Với cái màu trắng, tông màu trắng chủ đạo thiết kế khá là thời trang và nhã nhặn, thì nhìn vào là chúng ta thấy được một cái thiết kế khá là chắc chắn. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu đến các cái cổng kết nối cơ bản của Casio M141. Vẫn như những các dòng máy chiếu truyền thống thì M141 vẫn được tích hợp đầy đủ các cái cổng computer, HDMI, S-Video và các cái cổng video composite. Ngoài ra, điều đặc biệt đối với dòng Casio M141 này thì được tích hợp thêm một cái cổng, đó là cái cổng logo. Cái cổng này thì cho phép chúng ta có thể tùy biến cái logo để hiển thị trên màn hình mặc định của máy chiếu. Chúng ta có thể gắn kết nối cái cổng này với laptop thông qua cái cổng MHL này để chúng ta tùy biến cái logo mà chúng ta ưa thích. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến các cái phím bấm của Casio M141 này. Thì với các cái phím bấm thiết kế rất là rời rạc và các cái biểu tượng được trình bày một cách rất là rõ ràng thì chúng ta rất là dễ dàng thao tác. Hệ thống tản nhiệt của Casio M141 được thiết kế là tản nhiệt hoàn toàn về phía đường trước. Đây là một điều khá quan trọng khi mà chúng ta lựa chọn máy chiếu cho cái môi trường trình chiếu, đặc biệt là môi trường trình chiếu trong văn phòng của chúng ta chẳng hạn. Thì với hệ thống tản nhiệt hơi nóng về phía đằng trước này thì khi mà chúng ta để trong cái bàn họp chẳng hạn thì hơi nóng sẽ phả về phía đằng trước, như vậy thì nó sẽ không làm ảnh hưởng đến người ngồi kế bên. Ok, vậy như vậy là chúng ta đã cũng cơ bản tìm hiểu được cái thông số kỹ thuật của Casio M141. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đến các cái thông số kỹ thuật chính. Với độ sáng là 2500 ANSI lumens, độ phân giải là 1024/768 và độ tương phản là 1008/1. Thì Casio M141 thì có thể phù hợp cho những cái văn phòng cho chúng ta trình chiếu với số lượng khoảng dưới 50 người. Điều đặc biệt được thiết kế với cổng HDMI cho phép chúng ta có thể trình diễn được độ phân giải tối đa là 1080p. Thì Casio M141 cũng rất là thích hợp cho chúng ta sử dụng để xem phim trong gia đình. Với máy chiếu Casio này thì các bạn có thể thấy một điều khá nổi bật, đó là cái bóng đèn LED and laser. Đây là công nghệ kết hợp giữa công nghệ LED và công nghệ laser, cho phép bóng đèn có thể kéo dài tuổi thọ đến tối đa là 20.000 giờ. Đây cũng là một cái điều chúng ta nên lưu ý khi chúng ta lựa chọn mua máy chiếu. Với tuổi thọ bóng đèn như vậy thì chúng ta có thể khai thác được cái máy chiếu này có thể lên đến 15 đến 20 năm nếu chúng ta sử dụng ở chế độ tiết kiệm và chúng ta bảo quản máy ở cái môi trường nó ít bụi. Một điểm mà chúng tôi rất lấy làm tiếc là Casio M141 này chưa được tích hợp công nghệ trình chiếu phim 3D, và với một cái nhược điểm nữa là cái trọng lượng khá nặng, lên đến 3,9 kg. Thì khi mà chúng ta mang đi xa thì đây cũng là một điều khá là bất tiện. Đó là những cái điều lưu ý khi chúng ta lựa chọn mua máy chiếu. Nếu chúng ta ít mang đi hoặc là chúng ta để cố định ở văn phòng thì Casio sẽ là một cái lựa chọn khá lý tưởng. Đó, thứ nhất, với cái tuổi thọ bóng đèn cao như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được thời gian rất là lâu, giúp chúng ta tiết kiệm được cái chi phí thay thế bóng đèn. Thứ hai là với công nghệ đèn LED and laser thì cái khả năng tiêu thụ điện năng rất là thấp. Và thứ ba là cái độ ồn của Casio M141 khá thấp, chỉ với khoảng 33 decibel. Thì đây sẽ là một thiết kế khá lý tưởng cho các cái phòng họp, đặc biệt là những cái phòng họp hạng sang. Với mức giá bán khoảng trên dưới 20 triệu đồng thì Casio M141 rất xứng đáng cho chúng ta lựa chọn để chúng ta trình chiếu trong văn phòng hoặc là sử dụng ở trong gia đình để thưởng thức những bộ phim HD hoặc là Full HD. Các bạn có thể tham khảo thêm các thông số kỹ thuật trên trang web vnpc.com.vn và đặt các câu hỏi để chúng tôi hỗ trợ và tư vấn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.